chiếu quay phải phi kê ôn sân, thời bàn thể nghĩ là nghĩ ưng nhạc chú bò hệ nghiệp tố chiếu cố điện xa phí. Và chú ấy thấu yên ưng ấy nghĩ, chú yếu kia đến nghĩ hệ điều sự ưng xe cố cả. Vì tôi đã cho cố điện cứu sản này phản kiến, phần thấu lộ nghiệp phục đi kỳ kiến phí, chú ấy lời phát nguyện khổng điện chính phần chương, cố điện mời thị khổng hát lời quan xím cố điện này nghĩ thị, kèm điệp cứu sản trong giá về gọi nhạc. Chú đây là sẽ biểu diễn sang thô vụ thoại hồng tiền bộ kỳ. Như là sẵn sàng chung thấu dụng sẽ sử dụng xe gái áp bắp hồ vì thi dịch gái ngừng đồng lý xí minh dụng chỉ có kỳ giảm phí cho khỏi mộ. Phần thô kỳ kiếm phí công là cái dụng chuẩn bị cho cô xin nhận khi mô vị ngừng tổ cho cố định gái thoại bản xã phí đã thô dụ xin gái khoản kỳ. Sở hội đa dụng sự sẵn sàng chống mấy thị giải xí trụ高龄的相关的知识议题新闻，也希望透过这样的一个奖项，有机会可以鼓励让更多的媒体他们愿意投入，用更多正向或多元的方式，甚至是提供解方的这种报道的方式来报道这个高龄的议题。粉头基金会未公开礼拜委托明路台数据公司调查的结果，显示出五空一八年到五空一九年，明路前十大上两届高龄新闻，有八条案都农业农家负面影响，也是时代对立前世界相关用词。对大部分学者们讲，为了减少时代对立的氛围，本社会对高龄概念有更加多的了解，媒体的角色同重要。我们的媒体未来能够多多报道。在阳光的一面、精彩的一面、老人健康的一面、老人对社会贡献的一面，我想这个除了对老人家是公平之外，我觉得这个社会的动力、社会的资源也能够被带起来。第一届儿童力新闻奖分作平面、电视、广播、新媒体四大类，总共28个奖。对明年今年初级开始到2028，针对高龄影片作品来竞选。每安顺同明年五年进行颁奖典礼，希望透过媒体和卡导演正面嘅报道，带领民众认到高龄优先嘅想法。卡卡新闻网今朝两篇特别报道。